đây cái nồi Ninh Bình rồi, ok rồi, gửi hàng tiết kiệm. Những cái nồi xe nhận nồi làm nồi từ xa cho anh em luôn nha, đang gửi ra mình quay cho anh em coi. Nồi mấy cái xe này nữa nè, ta bơi rồi. Đây cái nồi của em trai ở Ninh Bình, Kim Sơn Ninh Bình, cái Novo 3 chạy lâu rồi nó hết nổi rồi, nồi nó màu nó tuyết quá lại mình làm lại hết luôn, nồi nó mạnh bốc im máy hết. Mình làm xong rồi mình sẽ quay cho này rồi mình gửi Bình không. Mình dẫn như miền Tây, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng rồi mình cũng làm đó. Anh em ở xa thì có nhu cầu thì cứ gửi cho mình đó. Làm tay ga là làm từ xa được nha anh em, xe số được luôn. Còn xe độ thì phải gửi xe vô, mình có nhận độ vậy, đồ này thì hết rồi. Đây, sau khi cái nồi chiếc rim thì xe này là một anh bạn ở ngoài miền Trung gửi vô. Cái này là nồi Novo 3 đó, mình làm lại hết luôn, quay bánh bì bẻ độ xo so, bố chuông làm phun nồi luôn. Đấy cái gì của nó vượt lên mức này nè. Còn zin thì thường tới đây giống như mấy xe mình hay quay á. Còn cái bạn này thì ở Ninh Bình, với lại ở đâu rồi, Đà Nẵng. Cái rim này á là đặt nguyên bộ của mình luôn, đúng rim Thái nha anh em, bao không hú, hú là được đổi trả nguyên bộ luôn. Thì mình mua nguyên bộ gì như hàng trong đây là hàng zin theo xe á, mình làm bố rồi nó sắt nó xo độ, thì bạn này kêu là làm cho các bạn luôn, lên bố và càng 5 tép rồi, 1, 2, 3, 4, 5 dán dài hơn, nó nhiều thịt nó bắt nó bám nên là nó bền hơn nha. Thì bộ này của Mio là của bạn ở Ninh Bình, mình sẽ gửi cái bộ tay ga này về Ninh Bình, bộ này là về Đà Nẵng. Xong anh em có nhu cầu gần xa gì nồi SH ý, nồi Vespa hay nồi Vario thì mình có nhận làm hết nha, có nhu cầu cứ liên hệ mình qua địa chỉ ở đây ha. Rồi, anh em đã xem clip nha. Làm nồi cho nó nhẹ, nó bốc thêm máy rồi hết. Rồi. Rồi làm xong ra đóng hộp. Đóng hộp gửi ở Quảng Nam. Rồi, chủ xe một nồi rim Thái zin nha anh em. Đầy đủ. Chiếc xe hot nhất thị trường hiện nay, second day. Dân 3 mẹ đây,
65 cộng 4. Này gấp, này gấp.